Alo, chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trên cái kênh của Đinh Nguyễn 3 số 7. Hôm nay mình có nhận sửa một cái xe Noble 4 này các bạn. Thì mình sẽ nói cho các bạn nghe tại sao cái dòng xe này sử dụng thì rất là ok, nhưng mà nó hay bị mất giá đó các bạn. Thậm chí là nó gọi là khi mà đã sử dụng xong xuôi rồi thì rất là mất giá nha các bạn. Cái Novo này, đời này là Novo 4 nha các bạn. Động cơ rất là mạnh mẽ và bền bỉ. Nhưng mà qua một cái thời gian sử dụng thì các bạn biết làm sao. Thứ nhất là cái phụ tùng thay thế nó quá cao. Cái thứ hai là khi mà sửa chữa thì thợ cũng gặp nhiều khó khăn đó các bạn. Nó không có thông dụng đồ đó. Mà cái quan trọng đó là phụ tùng nó rất là mắc nha các bạn. Đó, do đó là thị trường người ta cũng ít ưa chuộng, và khi mà đã trải qua bao nhiêu năm sử dụng thì đến nay thì tầm những cái con xe này nó rơi tầm khoảng 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu các bạn ơi, rất là mắc giá. Thiết kế thì cũng đẹp lắm, nhưng mà qua thời gian sử dụng như vậy là cái giá thành nó đã giảm đi rất là nhiều nha các bạn. Bây giờ thì nó đã qua đời rồi các bạn ơi. Đây nó thiết kế cái bộ nồi rất là bự nè các bạn ha. Và hiện tại trên thị trường thì cái dòng xe này bắt đầu đang xuống cấp đó nha các bạn. Thì thay thế là những cái đời Vision hay Alux hay là những cái đời của hãng Yamaha đều sao. Còn riêng những cái No 2, No 3, No 4 thì bây giờ thậm chí là No 5 đang xuống cấp rất là nhiều. Và giá cả thì bấp bênh lắm các bạn ơi, vài triệu bạc thôi là có chiếc xe đi rồi. Và một cái nguyên nhân sâu xa mà dẫn đến cái tình trạng cái con xe này mất giá đó là các bạn biết cái gì không? Đó là vì nó quá hao xăng nha các bạn. Quá hao xăng. Thực tế mà nói là No 2, No 3 cho tới cái con No 4 này là quá hao xăng cả cái Lubias nữa. Không biết là lý do gì, do nó chạy mạnh hay là nguyên nhân nào, hay là do là bảo trì không có tốt. Nhưng mà nó rất là hao xăng anh em ơi. Như cái con xe này của cái anh đi giao bánh mía này mà anh cũng than hao xăng lắm các bạn. Do đó là nó không có được ưa chuộng nha các bạn. Con này lúc mà mới ra đó các bạn, cũng làm mưa làm gió lên thị trường lắm các bạn. Và đi rất là mạnh nha. Chạy đã lắm các bạn. Chạy cũng bền, nói chung là rất là bền, cũng rất là ngon. Và một thời cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Nhưng mà ở đời mà các bạn ha, công nghệ luôn luôn phát triển mà. Dòng xe này qua đi, dòng xe lại kia lại đến vậy thôi. Bây giờ thì chuyển qua phun xăng điện từ các thứ. Mình nói thẳng ra chất lượng của con này là ở cái đồ mũ rất là ok, động cơ bền bỉ. Nhưng mà do cái lý do đi thì bảo trì, bảo dưỡng đó, cho nên nó hao xăng. Nó cũng giống như cái dòng của SQM vậy các bạn. Đó, đi mà không bảo trì, bảo dưỡng thì nó hao xăng ha. Các bạn thấy cái dàn đèn đẹp không? Thiết kế cũng đẹp quá ha. Ở đây thì người ta thiết kế có hai cái hộp đựng đồ này các bạn. Thì bây giờ đồng hồ các bạn thấy không? Cũng đẹp chứ bộ. Nhưng mà qua thời rồi các bạn ơi. Thì thôi, đi vào dĩ vãng. Xe này đi đường xa rất là ok nha các bạn. Tại vì nó có két nước nè, và chỗ nó ở trong này là nó có cái chỗ. Các bạn mở ba cái con ốc này ra, ba con ốc này ra là ở trong này nó có cái chỗ để châm nước mát nha các bạn. Châm nước mát đó. Dòng này thì cái bô cũng rất là chắc chắn nha các bạn. Cái bô khó mà hư nó lắm nha. Không có gãy của bô đồ đâu nha. Đó, và cặp bánh mâm cũng cứng cáp lắm các bạn. Thôi review sơ cho các bạn xem một cái dòng xe huyền thoại đã đi vào dĩ vãng Novo 4. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của mình nha.